giờ là 12 giờ. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Bản tin trưa ngày 6 tháng 11 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Sáng nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 3 ngày. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Mỹ chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam. Điều đó có nghĩa con đường vào Mỹ của mặt hàng này đang rộng mở. Những giai điệu gần gũi với công chúng Việt Nam, âm nhạc Nga đã trở thành nhịp cầu nối, gieo vào lòng người Việt tình yêu lớn với xứ sở này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 3 ngày, chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực là nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ và thông tin truyền thông. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Như thường lệ, chất vấn và trả lời chất vấn luôn là một hoạt động nghị trường, nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, cử tri cũng như là nhân dân cả nước. Trong sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Đã có 64 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng. Nhiều vấn đề nóng của ngành đã được đặt ra thẳng thắn với Bộ trưởng, như là giải pháp của Bộ để tăng giá trị sức cạnh tranh của hạt gạo. Việc xây dựng nông thôn mới chỉ mới chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chứ chưa nâng cao được năng suất sản xuất. Và hiện tượng được mua mất giá lại tiếp tục được đặt ra. Hay là việc sắp xếp bộ máy cán bộ thú y, đây thực sự là vấn đề cấp thiết trong gần 1 năm nay sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Tôi xin chuyển đến Bộ trưởng câu hỏi. Bộ trưởng có giải pháp gì về phục hồi hay chuyển đổi cây trồng vật nuôi được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa? Cái bất cập nhất hiện nay của Việt Nam là gì? Bất cập nhất là khâu chế biến và tổ chức thương mại. Tới đây là tập trung chế biến, đấy là hướng thứ nhất. Nếu không có đi vào chế biến thì cái câu chuyện thừa và thiếu vẫn liên tục xảy ra, chuỗi giá trị vẫn chật ngắn. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai, tổng rà soát lại những diện tích không hiệu quả, kém canh tác phải giảm nhường chỗ cây khác. Kêu gọi doanh nghiệp vào liên kết chặt chẽ để tổ chức chế biến sâu trên một cái nguyên tắc là gì? Lợi thế ta cái gì ta làm, thị trường cần cái gì ta làm, đi sâu vào chế biến và tổ chức thị trường. Bây giờ bán hàng mới là quan trọng, tổ chức sản xuất không còn là số một. Tôi muốn nói là ví dụ như giá tiêu các nước gần mình đây, ví dụ như người ta sản xuất sau mình, ví dụ như Campuchia chẳng hạn, mà theo tôi được biết thì giá tiêu của người ta vẫn ở trên mức 100.000. Đấy, thì cái chất lượng này thì tôi muốn nói là chuyển đổi sao hoặc là phục hồi thế nào cho nó phù hợp. Những cái trục sản phẩm nhỏ quy mô hàng hóa ở cái cấp độ tỉnh, thế rồi là rơi rớt từng thời điểm, chắc chắn là sẽ có đại biểu chấp nữa chất vấn về thanh long, thế rồi là dưa hấu, thế rồi một chỗ thì về tổng thể thì chúng ta làm được. Nhưng còn về những cái điểm nhỏ thì chúng ta phải tiếp tục. Và không ai hơn là đồng chí, các đồng chí ở tại cơ sở. Tôi nói là vừa rồi Bắc Giang làm tốt lắm. Vừa rồi Bắc Giang lễ hội gà đồi 15 triệu con làm năm nay cũng tiêu thụ tốt. Vái cũng tiêu thụ tốt. Sơn La làm quả xoài đi bán quốc tế cũng tốt. Thì tất cả cùng đồng hành. Tôi tin tưởng là không chỉ sản phẩm quốc gia mà sản phẩm quốc tỉnh chúng ta bán cũng tốt. Cũng hết. Và không để. Cái mạng lưới cán bộ thú y, chăn nuôi thú y ở cơ sở đã bị tinh giảm giải thể rất nhiều sau khi chúng ta ban hành luật thú y. Và cái điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho cái lực lượng phòng chống dịch bệnh vừa qua và cái hậu quả của nó thì chúng ta đã thấy. Thì xin hỏi Bộ trưởng có biết cái thực trạng này không và cái giải pháp của Bộ trưởng như thế nào trong cái tình hình hiện nay? Vừa qua việc triển khai thực hiện 08 và 09, một số địa phương đã chuyển hợp nhất vào từ những chi cục thú y thành cái trung tâm chung để đảm nhiệm chung các nhiệm vụ. Thì một công tác chuẩn bị chúng ta chưa chú đáo này, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó không thể đưa vào một cơ quan mà làm tất những vấn đề quản lý nhà nước và vấn đề dịch vụ. Hai phạm chủ này hoàn toàn khác nhau. Trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu và Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu văn bản các tỉnh cân nhắc thật kỹ và phải có phương án báo cáo. Chính vì thế Bộ Đại vụ đã ra cái văn bản là yêu cầu các địa phương tạm dừng để tính toán thật kỹ cái chỗ này. Liên quan đến vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong container ở Anh, tại buổi họp báo chính phủ vào tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, chính phủ cam kết nỗ lực hết mình để chia sẻ với gia đình nạn nhân nỗi đau thương mất mát to lớn này và các cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực phối hợp với Anh để xác định danh tính các nạn nhân. Theo thông tin của các gia đình ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, thế rồi Quảng Bình,
vân vân, thì có 35 cái trường hợp là xác định các cái thông tin của các gia đình là thông báo về cái việc là có những cái dấu hiệu đấy, mà chúng ta nói là có 39 người. Thì cái này là theo quy định của pháp luật của Anh thì sẽ phải có cái xác định cái danh tính. Sau khi mà xác định được các cái danh tính, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan để thông báo cho các địa phương và các cái gia đình. Thế còn thời gian ấy thì là theo các cái quy định của pháp luật hai nước. Loại hình mà tội phạm buôn bán người rồi di cư bất hợp pháp khác hoàn toàn với việc mà chúng ta đang tiến hành tổ chức cho lao động chúng ta đi làm việc ở nước ngoài. Những quốc gia mà chúng ta đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài đều có bản MOU, tức là bản về hiệp định lao động và bản ghi nhớ về lao động giữa hai quốc gia. Chúng tôi mong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên mà có nhu cầu đi, là nên đi theo con đường hợp pháp. Đi hợp pháp có nghĩa là phải đảm bảo 3 vấn đề. Một là phải thông qua cái cơ quan mà được cấp phép. Thứ hai là ở cái nước sở tại đó, cái doanh nghiệp ấy, người ta phải ký phép với mình, ký hợp tác với mình. Thứ ba đấy, được bảo hộ công dân, tức là có visa, có giấy phép lao động. Còn mức lương thì trên cơ sở, hiện nay tất cả các nước đều có sự thỏa thuận, không nên đi theo con đường bất hợp pháp và cũng không đi theo những cái doanh nghiệp, những đơn vị mà không được cấp phép. Ngày 5 tháng 11, tại buổi tiếp ông Morten Bech, Quốc vụ Khanh thường trực Bộ các vấn đề khí hậu, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật của Đan Mạch, thì ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá cao báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 với sự phối hợp giữa hai nước thực hiện, đồng thời cho rằng báo cáo sẽ cung cấp các thông tin đầu vào hữu ích phục vụ cho việc Việt Nam quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia bền vững. Ông Morten Bech khẳng định cam kết của chính phủ Đan Mạch trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng bền vững. Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ quán Đan Mạch đã tổ chức họp báo công bố kết quả hợp tác và những thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực phát triển năng lượng môi trường trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ Khanh Đan Mạch Morten Bech. Tại cuộc họp báo, Ngài Quốc vụ Khanh đã khái quát kết quả chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2017-2020 do chính phủ Đan Mạch tài trợ, thông báo kết quả cuộc gặp và làm việc của đoàn với các lãnh đạo của Việt Nam về chiến lược phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam, những hoạt động ở cấp quốc gia về biến đổi khí hậu cũng như quan hệ thương mại giữa hai nước. Sự hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tốt. Một trong những kết quả đáng chú ý là báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 đưa ra những khuyến nghị của Đan Mạch về phát triển năng lượng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Tôi thấy Việt Nam là một trong những nơi có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo và các bạn đang có những cam kết lớn về chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Tuy nhiên, để thành công, đòi hỏi phải có nhiều thời gian và đầu tư rất lớn. Trong báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019, Đan Mạch đưa ra 5 thách thức trong phát triển năng lượng của Việt Nam, trong đó có thách thức về giảm khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Các chuyên gia của Đan Mạch khuyến nghị, giải pháp để giải quyết thách thức này là hiện đại hóa hệ thống lưới điện, phát triển giải pháp tiết kiệm năng lượng và tăng tỷ lệ năng lượng xanh. Nhiệt điện than đang chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu năng lượng Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tôi cho rằng Việt Nam không nên xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than, thay vào đó là phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. Với công nghệ và tài nguyên hiện nay, tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể thành công trong chuyển đổi cơ cấu năng lượng theo hướng năng lượng xanh, sạch. Các khuyến nghị của các chuyên gia năng lượng của Đan Mạch sẽ là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch phát triển điện 8, cũng như quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam, tương đương với hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của quốc gia này. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành cá da trơn của Việt Nam trong việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, từ khâu nuôi chế biến cho đến xuất khẩu, ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm ao cá tra của ông Cân được sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Nguồn nước, thức ăn, con giống được kiểm soát nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn sạch bệnh. Do vậy, năng suất chất lượng liên tục tăng. Ông phấn khởi hơn là quy trình này vừa được Mỹ công nhận tương đồng. Nhất là hoan nghênh Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
và Đa Bố Nông nghiệp của Việt Nam, hai bộ đã kết hợp với nhau mà nâng tầm giá trị của cá tra lên, thì chúng tôi rất là mừng. Nông dân vui một thì các nhà máy vui 10, bởi kể từ đây sẽ không chỉ có một vài đơn vị xuất khẩu cá tra vào thị trường tiềm năng như Mỹ mà số lượng doanh nghiệp sẽ tăng nhiều hơn. Không phải chỉ 7 doanh nghiệp đã được cái đánh giá của EFSIC là cho phép nhập khẩu. Sự chấp thuận này thì phía Việt Nam chúng ta cũng sẽ có thêm là những doanh nghiệp để vào trong danh sách mà được xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ. Thì nếu chúng ta xuất được Mỹ thì chúng ta sẽ xuất được các thị trường khác nó dễ dàng hơn. Bởi vì cái nỗ lực này phải nói là không riêng gì từ bộ, rồi tỉnh mà kể cả các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân phải nói là rất là phấn đấu. Tin vui là trong đợt xem xét hành chính mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ giảm nhiều lần so với đợt trước. Đặc biệt, có thêm hai doanh nghiệp cá tra Việt Nam có mức thuế 0%. Như vậy, sau những nỗ lực, ngành cá tra Việt Nam đang dần vượt qua cả rào cản kỹ thuật lẫn thương mại để chinh phục thị trường Mỹ. Kết quả lần này được xem là một kỳ tích đối với ngành cá tra nước ta. Và để giữ vững kết quả đó thì từ khâu nuôi chế biến xuất khẩu, ngành cá tra cần phải tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nhằm có thể cạnh tranh xuất khẩu bền vững không chỉ thị trường Mỹ mà còn tất cả các thị trường còn lại. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu đạt 410 triệu đô la Mỹ với Israel là thông tin được đăng tải trên trang Vietnam Plus phiên bản tiếng Pháp. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Israel, ông Lê Thái Hòa, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước có tính bổ sung cho nhau. Những mặt hàng mà Israel có nhu cầu nhập khẩu cũng là những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có thế mạnh. Theo đó, giày dép, gạo, tôm đông lạnh và thiết bị điện đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Dự đoán cả năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel có thể đạt trên 800 triệu đô la Mỹ, còn nhập khẩu từ Israel đạt khoảng 260 triệu đô la Mỹ. Như vậy là kim ngạch thương mại của hai nước có thể đạt trên mức 1 tỷ đô la Mỹ. Mạng thực phẩm Trung Quốc đăng tải bài viết phát triển thương hiệu giúp doanh nghiệp cà phê Việt Nam hội nhập với quốc tế. Trong những năm qua, dù kinh tế thế giới có nhiều thời điểm gặp khó khăn dẫn đến sức mua sụt giảm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng rất đáng khích lệ, đạt 8,2% trên một năm với kim ngạch giai đoạn từ 2011 đến 2018 đều đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Điều này có được là do các doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng thành công thương hiệu cho mình và được đón nhận ở nhiều thị trường nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng ngành cà phê Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, có tính cạnh tranh cao nhằm đem lại giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người nông dân và doanh nghiệp. Trang web của kênh truyền hình thương mại Mỹ CNBC có bài viết Việt Nam dẫn đầu các nước ASEAN trong việc hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo. Cụ thể, Việt Nam đã có một bước tiến lớn so với các quốc gia Đông Nam Á vì nỗ lực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như là năng lượng gió và mặt trời. Wood Mackenzie, một công ty tư vấn năng lượng toàn cầu cho biết, Việt Nam hiện đang dẫn đầu thị trường quang điện mặt trời ở Đông Nam Á và có công suất lắp đặt lớn nhất trong khu vực. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 10 vừa qua, Wood Mackenzie cho biết cơ sở năng lượng mặt trời tích lũy tại Việt Nam sẽ đạt 5,5 GW trong năm nay, chiếm khoảng 44% tổng công suất của cả khu vực Đông Nam Á. Đảo Ngọc Phú Quốc được miêu tả rất nên thơ trên trang truyền thông Trung Quốc ASEAN trong bài viết Đảo Phú Quốc, hòn đảo người Việt Nam cũng yêu thích. Đây là một điểm đến nghỉ dưỡng tuyệt vời cho khách nước ngoài ở Việt Nam. Cho đến nay, Phú Quốc còn giữ nguyên giá trị nguyên sơ, giản đơn với nước biển trong vắt và những bờ cát trắng trải dài. Bãi dài Phú Quốc cũng được tạp chí CN Traveler bình chọn là một trong 10 bãi biển hoang sơ nhất thế giới. Du khách đến với Phú Quốc có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau như là tắm biển, chèo thuyền, lặn biển, câu cá hay là ngắm hoàng hôn. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay. Hơn một nửa số xã trên cả nước đã hết dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới vì thế hoàn toàn có thể được đảm bảo. Những giai điệu gần gũi với công chúng Việt Nam, âm nhạc Nga đã trở thành nhịp cầu nối, gieo vào lòng người Việt tình yêu lớn với nước Nga.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề Hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam tổ chức, ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự tại phiên khai mạc. Những diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, tần suất các cuộc diễn tập quân sự và cọ sát trên biển gia tăng, tranh chấp dầu khí, cạnh tranh ngư trường leo thang ở nhiều khu vực. Trước những thách thức này, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông là cơ sở để các luật gia, nhà nghiên cứu quốc tế và trong nước được đối thoại và trao đổi để hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ hòa bình, phát triển tại khu vực. Hội thảo lần này tập trung phân tích những nguy cơ đe dọa, rủi ro gây mất an ninh khu vực, chiến lược của các nước lớn đối với Biển Đông cũng như bàn luận về các vấn đề bảo vệ môi trường biển, an ninh nguồn cá. Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 được nâng cấp thành sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 6 phiên toàn thể và 6 bàn tròn, quy tụ khoảng 50 diễn giả là các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Biển Đông. Bên cạnh đó là khoảng 250 quan chức cấp cao, các nhà ngoại giao, đại diện các đại sứ quán đến tham dự. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11. Điểm đặc biệt là hội thảo lần này sẽ dành riêng một phiên để thảo luận về ý nghĩa cũng như là quá trình hình thành của văn bản được coi là hiến chương của đại dương, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công ước này có hiệu lực, cũng như 25 năm Việt Nam tham gia công ước. Tối qua, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6. Lúc này, bão số 6 vẫn đang di chuyển rất chậm theo hướng đông, tiếp tục gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Vào lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 310 km về phía bắc đông bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo 24 giờ tới, bão sẽ đi chậm theo hướng đông và khả năng mạnh thêm. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh. Do ảnh hưởng của bão số 6, thời tiết trên khu vực biển quần đảo Trường Sa đã có gió mạnh cấp 7. Các tàu đánh bắt cá, hải sản đã chủ động vào các âu tàu trên huyện đảo Trường Sa để tránh trú bão. Tại các âu tàu sông Tử Tây, sinh tồn đã có hơn 110 tàu cá tránh trú. Hiện các tàu cá vẫn tiếp tục về đây. Bộ đội hải quân trên các đảo sông Tử Tây và sinh tồn đã hướng dẫn cho ngư dân chằng buộc đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Ngư dân các tàu cũng đã được bố trí nơi ăn, nghỉ, lánh nạn tập trung trên các đảo. Đã có hơn 4.100 xã, tức là hơn một nửa trong tổng số các xã trên cả nước bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đã qua 30 ngày không bùng phát dịch trở lại, trong đó có 9 tỉnh, thành phố đã hoàn toàn hết dịch. Ngoài ra, đến thời điểm này, tổng đàn lợn khỏe mạnh trên cả nước vẫn đạt khoảng từ 24 đến 25 triệu con, tức là chỉ giảm có 8,5% so với trước khi có dịch, nên ngành chăn nuôi đã dự báo có thể đảm bảo được nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trại lợn hơn 3.000 con giống và 300 nái của gia đình ông Nghĩa suốt 9 tháng nay vẫn đứng vững trong dịch tả lợn châu Phi. Điều này có được là nhờ ngay từ đầu, gia đình ông đã triển khai sử dụng chế phẩm tăng cường sức miễn dịch cho lợn và sát trùng thức ăn, nguồn nước uống. Giờ đàn lợn nái của gia đình sẽ là hạt nhân để giúp nhiều hộ dân khác tái đàn trở lại. Làm đầy đủ hết các loại vaccine của các bệnh thông thường, còn những cái dùng cái dịch tả châu Phi thì chúng tôi sẽ áp dụng là tôi dùng cái an toàn sinh học, tất cả các cái hệ thống là vào ra là tôi phải làm là chặt chẽ. Hưng Yên là một trong 10 địa phương có 100% số xã hết dịch sau 30 ngày. Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn và các hộ trang trại đủ điều kiện về an toàn sinh học và có đàn lợn nái khỏe mạnh thực hiện tái đàn. Nếu thuận lợi, qua tháng 12 tới đây, địa phương này sẽ có thêm 150.000 lợn thịt mới. Hỗ trợ cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng, rồi con giống, rồi thuốc, thú y, rồi kỹ thuật, rồi hỗ trợ máy ép phân, rồi hướng dẫn quy trình xử lý hầm bioga để làm sao đáp ứng được cái an toàn sinh học. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trên cả nước tập trung nhiều nguồn lực đầu tư giữ an toàn cho đàn lợn cụ kỵ, ông bà hơn 110.000 con. Thêm vào đó, phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm vaccine phòng chống dịch vì kết quả thực tế cho thấy vaccine vô hoạt vẫn chỉ đạt tỷ lệ bảo hộ khoảng 70%. Chúng tôi đang tiếp tục kết hợp với một số các cái tổ chức quốc tế, ví dụ như là Hàn Quốc, Canada để tiến hành nghiên cứu các hướng vaccine khác nhau để phục vụ cho cái việc mà
phòng chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi lợn. 9 tháng đầu năm nay, gia cầm tăng trưởng đạt gần 14%, đàn đại gia súc là 4%, đặc biệt thủy sản tăng trên 6% sẽ là nguồn cung thay thế cho thịt lợn ở thời điểm hiện tại. Vào dịp Tết Nguyên đán, nếu vẫn kiểm soát được dịch, thì chắc chắn sẽ có thêm 3 triệu lợn thương phẩm phục vụ thị trường, giúp giá bán ổn định dưới 60.000 đồng một kg. Sẽ có thêm 2 đường bay khứ hồi từ Cần Thơ đi Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc vào cuối năm nay và đầu năm sau. Việc mở thêm đường bay này sẽ đưa sân bay Cần Thơ trở thành một trong những sân bay chính trong kế hoạch phát triển các đường bay rộng khắp châu Á của hãng Vietjet. Ngoài 9 đường bay trong nước, sân bay Cần Thơ bắt đầu khai thác bay quốc tế thường lệ từ tháng 4 năm 2019 với 2 đường bay đi Bangkok và Kuala Lumpur. Tính đến đầu tháng 10 vừa qua, đã có gần 40.000 lượt hành khách và 300 tấn hàng hóa được vận chuyển qua 2 đường bay trên. Mỗi năm cứ tới dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, giai điệu bất hủ của những bài hát Nga không chỉ vang lên ở xứ sở Bạch Dương mà còn vang lên trong những cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó là minh chứng cho mối giao tình hữu nghị Nga-Việt gắn bó qua nhiều thế hệ, cả niềm tự hào, sự sẻ chia của hai dân tộc đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Âm nhạc Nga, từ cổ điển cho đến dân gian hay là hiện đại, từ dòng âm nhạc cách mạng trữ tình hay ca khúc thiếu nhi tươi sáng, đều vô cùng gần gũi với công chúng Việt Nam và trở thành nhịp cầu nối gieo vào lòng người Việt tình yêu lớn đối với nước Nga. Từ giai điệu hào sảng của Cuộc sống ơi ta mến yêu người, đến những thanh âm tươi sáng trong Ở trường cô dạy em thế, những bài hát mà mỗi thành viên của Hội yêu nhạc Nga đã thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi khi gặp nhau, cảm xúc về một thời thanh niên sôi nổi với tình yêu nước Nga cháy bỏng luôn khiến họ cảm thấy tự hào. Không nhất thiết mình phải nói về những bài hát có lời mà ngay trong âm nhạc kinh điển của nước Nga từ trước cách mạng tháng 10, từ thế kỷ thứ 19 trở về trước cũng đã có rất nhiều tác phẩm mà chỉ nghe nó thôi cũng đã thấy đủ giàu có lên rất nhiều rồi. Thế còn khi mà mình có cái cách, mình biết cách cách thức để nghe cái âm nhạc đó thì nó cho mình nhiều lắm. Như sự hồi sinh của dòng nhạc tưởng chừng đã bị lấn lướt bởi nhiều xu hướng âm nhạc mới, giờ đây không chỉ có lớp người lớn tuổi mới hát nhạc Nga. Yên Hà, nữ ca sĩ thuộc thế hệ cuối 8X, đã gây ngạc nhiên khi quyết định lựa chọn nhạc Nga làm dòng chủ đạo để ghi dấu ấn với công chúng Việt. Khi làm những sản phẩm, tác phẩm âm nhạc liên quan đến tiếng Nga, thì Hà mong muốn rằng gửi tặng một cái món quà đối với cái tình giao lưu hữu nghị giữa hai nước Nga Việt, và cũng muốn để lại một dấu ấn trong con đường hoạt động nghệ thuật của chính bản thân mình. Cùng với những bài hát Nga, Yên Hà cũng vừa hoàn thành bộ phim ca nhạc song ngữ Nga Việt Đất Nước. Chọn ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, dịch sang tiếng Nga và thể hiện bài hát bằng cả hai thứ tiếng. Nỗ lực của Yên Hà trong quảng bá các giá trị Nga, tâm hồn Nga là sự nối dài tình yêu và triết lý nhân văn sâu sắc, đồng điệu trong âm nhạc của hai dân tộc. Việc Yên Hà lựa chọn cái dòng nhạc Nga này cho mình thì không phải là cái câu chuyện bạn ấy làm mới những cái mà đã có một cái ghi dấu trong cái âm nhạc của nhân loại, mà bạn ấy đang muốn đưa cái văn hóa Việt Nam hòa nhập văn hóa Nga, muốn đưa cái ký ức về hòa bình của Việt Nam, một đất nước đã trải qua nhiều chiến tranh, với một đất nước vệ quốc như đất nước Nga. Dù bao nhiêu năm tháng đã qua, nhưng những giai điệu dễ đi vào lòng người, truyền cảm hứng về một tinh thần Nga kiên cường, tính cách Nga nồng nhiệt, lạc quan sẽ mãi là chất kết dính tự nhiên bởi nó rất gần với tâm hồn người Việt. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết.
tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Nếu bỏ lỡ các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam, quý vị có thể truy cập ở website vtv4.vtv.vn hoặc sử dụng ứng dụng VTV Go, kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.